Rồi xin kính chào tất cả các bạn quay lại với kênh ND4.0. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn hướng dẫn cho các bạn những cái tính năng, những cái phím tắt mới trên CapCut nha bạn. Ở CapCut phiên bản 7.4.0 này á, ở phần chỉnh sửa thì mình sẽ thấy xuất hiện những cái phím tắt mới ở phía trên này ha. Có máy ảnh, ghi chú, thẩm mỹ và máy nhắc chữ nha bạn. Thì mình sẽ khám phá những cái phím tắt này xem là chức năng nó là gì nha bạn. Ở phần đầu tiên là máy ảnh nha. Khi mình chọn vào máy ảnh, ở máy ảnh nó sẽ cho mình quay video trực tiếp từ CapCut luôn nha bạn. Nó có 15 giây, 60 giây và 3 phút ha. Và những cái hiệu ứng thì mình thấy tương đối cũng không có gì đặc biệt nha bạn. Rồi tiếp theo là phần chú thích nha. Thì phần chú thích khi mình chọn vào thì nó kêu mình chèn một ảnh và video. Thì giống cái này giống như phần phụ đề thôi, nó cũng không có gì đặc biệt. Tiếp theo là tới phần thẩm mỹ nha bạn. Phần thẩm mỹ này á, thì đây là một cái video thô mình quay nha. Khuôn mặt của mình rất là thô và nhám nha bạn, sần sùi nha. Ở phần thẩm mỹ này thì nó có phía dưới mình sẽ thấy được 4 mục ha, làm mịn, các bộ phận khuôn mặt, trang điểm và thủ công nha bạn. Ở phần làm mịn thì nó có nhiều chức năng phía bên dưới nữa, là trơn tru màu da, bừng sáng, trắng răng, xóa nếp nhăn và thâm quầng mắt nha bạn. Thì mình chọn vào từng chức năng này, các bạn điều chỉnh cái thanh công cụ lên. Ở các bộ phận khuôn mặt thì nó có mắt, mũi, miệng, lông mày luôn. Ở phần trang điểm thì có lông mi, phấn mắt và son môi nha bạn. Các bạn cứ điều chỉnh cái thanh này cho vừa mắt của mình ha. Và đây là kết quả trước và sau chỉnh nha bạn. Thì nó làm cải thiện gương mặt mình một cách đáng kể nha. Rồi tiếp theo là cái chức năng cuối cùng nha bạn. Cái phím tắt cuối cùng là máy nhắc chữ. Thì mục đích là giúp các bạn biên tập viên, người quay video, vlog có thể nói trôi chảy trước ống kính mà không cần mất thời gian để học thuộc lòng nha bạn. Cái chức năng máy nhắc chữ này cũng khá là hay nha bạn. Thì máy nhắc chữ là đã được sử dụng vào năm 1952 của Tổng thống Hoa Kỳ nha bạn, trên chương trình truyền hình. Thì các bạn chọn vào cái biểu tượng cây viết, sau đó các bạn nhập cái văn bản mình chuẩn bị sẵn vào đây, rồi các bạn bấm quay video thì nó sẽ, cái dòng chữ này nó sẽ chạy theo cái lúc mình quay nha bạn. Mình có thể nhìn dòng chữ này mình vừa quay vừa đọc mà không bị bóp nha bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.